xin kính chào quý vị, quý anh chị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị, quý anh chị và các bạn đã sau giờ cơm tối đã dành thời gian để theo dõi cái live stream này. Mặc dù là à, hôm nay thì cũng có rất là nhiều mối quan tâm à, lớn ở trong tình hình thời sự trong nước và quốc tế hiện nay, à, nhưng mà à, chương trình này cũng đã được lên kế hoạch từ lúc chiều đấy. Thế cho nên là từ lúc trưa, vì vậy cho nên là vẫn phải diễn ra mặc dù là uh, quý vị chắc là sẽ còn mong muốn được xem những cái chương trình uh, thời sự đặc biệt với những cái bản tin tối nay. Xin uh, được hỏi quý vị là cái âm thanh và hình ảnh có được rõ nét không ạ? <cười> <cười> Xin được hỏi quý vị là Hình ảnh và âm thanh có được rõ nét không ạ? Xin được hỏi quý vị là hình ảnh và âm thanh có được rõ nét không ạ? À vâng, thế xin cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, à, chúng tôi muốn giới thiệu về à, trong một cái mối quan tâm này bởi vì rằng là khi mà chiều chiều nay ấy, chúng tôi đưa một cái cái thông tin lên là bạn có biết là làng của bạn có gì ở viện Hán Nôm không? Câu ấy có nghĩa là bạn có biết là viện Hán Nôm đang lưu giữ được cái tài liệu gì ở làng của bạn không? Và bạn có muốn biết không? Thì lập tức có rất là nhiều những người bạn ở trên Facebook đấy là đã comment và nói tên tuổi của làng mình và mong muốn được tìm thấy một chút gì đó còn đang lưu trữ ở Viện Hán Nôm. Thưa quý vị và các bạn, Viện Nghiên cứu Hán Nôm được thành lập vào năm 1970, tức là bằng tuổi với tôi bây giờ, năm nay đã là 52 năm. À, Viện Hán Nôm đấy, thì lúc đầu vào năm 1970 thì gọi là Ban Hán Nôm Đến năm 1979 thì Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị mới ký quyết định Để thành lập ra cái gọi là Viện Nghiên cứu Hán Nôm Nếu mà gọi là Viện Hán Nôm không ấy là không đúng Mà phải gọi là Viện Nghiên cứu Hán Nôm <laughs> à, à, Viện Nghiên cứu Hán Nôm hiện nay đấy là nằm ở 183 Đặng Tiến Đông à, Ở à, phường Trung Liệt của quận Đống Đa, thành phố Hà Nội gần với chợ Thái Hà, gần với lại tri cục thuế Đống Đa, gần với trung tâm văn hóa đối diện với trung tâm văn hóa quốc gia và cũng gần với lại viện bệnh viện đa khoa của bộ nông nghiệp thì là nơi mà tàng trữ những tài liệu hạ số lượng lớn nhất là một cái tàng thư lớn nhất của nước Việt Nam này về vấn đề chữ Hán và chữ các tài liệu chữ Hán và chữ Nôm là hiện thân của 4.000 năm văn hiến của Việt Nam là một cái minh chứng là nước Việt Nam là một nước có văn hiến Vậy văn là gì và hiến là gì Văn tức là những uh, văn hóa, những chữ nghĩa những văn thư tịch Còn hiến tức là hiền tài Một nước mà có gọi là văn hiến thì phải bao gồm hai khái niệm. Một là có sách vở thư tịch để lại và hai là phải có người tài người hiền tài tức là người giỏi vì vậy cho nên nếu mà nói một vùng đất nào mà có văn hiến mà hỏi đến sách vở không có một quyền gì thì chưa chắc gọi là văn hiến hoặc là một cái vùng đất mà không còn người tài nữa không còn người tài giỏi nữa thì chưa chắc đã gọi là văn hiến văn hiến là một khái niệm mà ở trong uh, các cái tự điển cổ đấy đều khẳng định là văn tức là thư tịch và hiến tức là hiền tài thế thì nó là hiện thân của cả hàng nghìn năm văn hiến của Việt Nam thế thì viện Hán Nôm có được cái kho sách ấy là do có từ nhiều nguồn khác nhau mà nguồn cơ bản nhất lớn nhất chính là viện Viễn Đông Bắc cổ của người Pháp đã đặt tại Hà Nội và cái uh, khi mà người Pháp mà tới Đông Dương đấy thì đặt ra một cái viện Viễn Đông Bắc Cổ tức là để làm một cái cơ quan mà bao gồm nhiều bộ phận trong đó có bộ phận bảo tàng họ xây được hai cái bảo tàng rất là lớn và rất là quý cho đến bây giờ vẫn còn là những cái bảo tàng rất quý ở Đông Nam Á này và thậm chí là ở châu Á đó là cổ viện Tràm ở thành phố Đà Nẵng và hai là bảo tàng Louis Fino mà bây giờ chính là bảo tàng lịch sử Việt Nam hai là có một cái kho gọi là kho uh, sách hán nôm, đấy, kho sách hán nôm. Rồi thì có trường gọi là trường Viễn Đông Bắc cổ và cái kho sách hán nôm khi mà người Pháp rút khỏi Việt Nam đấy thì bàn giao lại cái kho thư tịch đó thì hai cái cơ quan mà được chia nhau để tiếp nhận cái kho mà người Pháp để lại đấy thì một là viện thông tin khoa học xã hội Việt Nam trước ở 26 Lý Thường Kiệt rồi thì bây giờ thì rời về số 1 liễu dài, thì ở đó đấy là có những cái tài liệu mà uh, bằng chữ hán, bằng tiếng Trung Quốc, bằng chữ Nhật và những cái tài liệu khác. còn cái tài liệu mà giấy bản đấy, tức là các cái thư tịch cổ đấy thì là dạ cái cơ quan tiếp nhận bây giờ chính là viện nghiên cứu Hán Nôm. nói thế để thấy rằng là viện nghiên cứu Hán Nôm là một cái cơ sở một cái tàng thư lớn nhất của nước Việt Nam về tài liệu Hán Nôm và ở đó là hiện thân của cả nghìn hàng nghìn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam này. Ở đó có toàn bộ những thư tịch thông điệp của cha ông chúng ta gửi lại cho chúng ta, gửi lại cho con cháu hôm nay. Nếu không có cái tàng thư đó thì khó có thể nói Việt Nam là một nước có văn hiến. Thế thì nhưng mà viện uh, viện nghiên cứu Hà Nôm hiện nay không phải là chỉ có tiếp uh, chỉ có là một cái uh, uh, tiếp thu từ một cái nguồn là viện Viễn Đông Bắc cổ ngày xưa mà còn từ nhiều nguồn khác một là cái kho, khoa văn sử của khoa văn của trường đại học tổng hợp Hà Nội của thư viện Hà Đông uh, của thư viện Hoàng Xuân Hãn và của Long Cương thư viện tức là thư viện của cụ Cao Xuân Dục vì vậy cho nên đấy thì đó và cộng với lại các cái tài liệu mà do viện Hán Nôm nhiều năm nay đi sưu tầm lại được thì chia thành nhiều phân kho và ở đó là đặc biệt nhất là có những cái thư tịch về các cái làng xã vậy làng xã của các bạn có cái gì đang lưu ở viện Hán Nôm thì các bạn có thể tìm thấy ở viện Hán Nôm thứ nhất là sắc phong sắc phong là những cái bản mà uh, sắc phong đấy thì làm một cái tờ giấy làm bằng một cái loại giấy đặc biệt đấy, mà cái loại giấy này đấy thì chỉ có một cái dòng họ người ta làm thôi đấy chính là dòng họ lại ở nghĩa đô nghĩa đô tên nôm của là là, là làng nghề vì vậy cho nên gọi là nghĩa đô cũng gọi là làng nghề làm và cái dòng họ làm ra là dòng họ lại thì ngày xưa dòng họ lại có vào thời Lê Trịnh đấy, có một cô công chúa là lấy uh, uh, ở trong phủ Chúa Trịnh đấy thì cái cô uh, công chúa đó là có nói cung phi hay là công chúa đấy nói với Chúa Trịnh là xin cho gia đình nhà mình được đời đời làm giấy sắc để dâng vào triều đình. Thì khi mà làm cái giấy này là một cách bí truyền và một cách truyền rất là đặc biệt vì giấy của nó rất là dày hai nữa là cái màu nhũ ở trên đó là màu vàng và màu bạc ấy là rát bằng vàng và bạc thật khi làm cái đó thì chỉ có con trai mới thực hiện và lại làm ở dưới gầm một cái bàn thờ dòng họ lại ở nghĩa đô thì dâng ra một làm sản xuất ra một cái tờ giấy sắc vô cùng là quý và giấy sắc đấy là sẽ chỉ có một cơ quan được dùng đó là triều đình và cái việc thường dùng đấy chính là cái giấy để mà trên đấy ghi cái sắc phong để nhà vua phong cho bách thần và phong cho chức tước cho những cái vị quan lại lớn thế thì ngày xưa mỗi một cái dịp mà phong sắc như vậy đấy thì thường là khi vua mới đăng quang hoặc là khi mà năm ấy được mùa hoặc là có một cái sự kiện lớn gì đấy ví dụ như là khi vua khải định tứ tuần đại khánh thì vào ngày 25 tháng 9 năm 1924 thì nhà vua nhân dịp được thọ mừng thọ 40 tuổi thì có ban sắc về cho các làng thế thì khi mà ban sắc này đấy là sắc phong cho thần, thần thì có thượng đẳng thần, hạ trung đẳng thần, hạ đẳng thần, có thần sông, thần biển, có uh, sơn thần, thủy thần thì mỗi một loại thần như vậy đấy thì lại có một cái trên cái sắc đó lại vẽ một cái loại uh, hoa văn thể hiện khác nhau, thì sẽ có những cái quan vị quan một cái đội ngũ thư lại ở trong hoàng hoàng cung đấy, ở trong triều đình đấy, người ta sẽ là những người viết chữ rất là đẹp để viết lên những cái sắc đó rồi thì chuyển về các cái địa phương. Và khi về các địa phương thì việc đầu tiên là làng sẽ đi lên đến tổng hoặc là huyện để đón cái sắc phong đó về, rước cái sắc phong đó về rồi thì bày cái hương án đó ra ở sân đình và có một người hay chữ nhất ở trong cái làng đó thì dùng một cái tờ giấy vàng đúng như là tờ giấy sắc sao lại cái dòng sắc đó rồi cúng cúng xong thì cái bản sao đó thì hóa đi còn cái bản chính thì bây giờ cuộn lại và để trong một cái hộp sắc để để vào trong đình và những người Pháp ở trong cái hội phong tục của người ngày xưa ở trong cái viện Viễn Đông Bắc Cổ nó có một cái hội gọi là hội phong tục. Hội phong tục này đi điều tra phong tục được tiến hành từ năm 1938 cho đến mãi về sau này thì đi đến các làng và các làng sẽ thực hiện một cái việc là phải thực hiện cái trả lời và những cái bảng hỏi của cái điều tra của Viễn đông bắc cổ và viện nhân viên Viễn đông bắc cổ ghi vào đó và làng có bao nhiêu cái sắc phong thì sao ra bấy nhiêu cái sắc phong đúng như cái chữ đó vào một cái loại giấy và tất cả các cái giấy này đều khổ bằng nhau hết loại giấy như là giấy lệnh to khổ to thì đưa vào để đóng thành từng tập ở trong trong cái tập đó thì đấy chính là cái thần sắc chứ không phải là cái bản chính của cái sắc phong nữa mà chỉ là thần sắc thôi thông qua cái thuần sắc này người ta cũng sẽ biết là làng này được bao nhiêu bản sắc phong phong cho vị thần năm bao nhiêu và ngày nào tháng nào và phong cho vị thần những cái mỹ tự gì tức là những cái từ mỹ tự tức là những cái chữ rất là đẹp để mà tôn vinh ca tụng hoặc là bày tỏ độ của triều đình đối với lại các cái vị thần này thì thứ nhất là cái kho thần sắc. Cái kho thần sắc ở viện nghiên cứu Hà Nôm ấy, thì nó có một cái số lượng rất là lớn, có một cái số lượng rất là lớn và nó được đóng vào trong 411 tập và là chép tất cả các cái sắc phong của uh, cho các cái vị thần thành hoàng ở uh, qua tất cả các thời kỳ lịch sử và thông qua đây người ta sẽ được thấy là các cái triều đình phong kiến đã coi trọng các cái thần vị thần như thế nào, tức là gắn giữa vương quyền và thần quyền trong một cái cái cái, cái hoạt động mà tín ngưỡng đấy và cho thấy là cái, cái 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 hệ thống thần linh phong phú của cái thần điện Việt Nam này. Thứ hai đấy là mỗi một cái vị thần đó thì nếu mà chỉ có sắc phong thì không biết thế nào vị thần sự tích như thế nào cả vì vậy cho nên nhiều làng đấy mà đều có các làng ở trong cái đình mà ở trên hậu cung đấy thì thường có một cái hộp gỗ và trong hộp gỗ thì có để những cái quyển gọi là quyển thần tích thần tức là thần mà tích tức là ghi lại sự tích của vị thần đó thì sẽ có năm sinh năm mất rồi uh, sự sinh ra uh, thần kỳ linh thiêng như thế nào khi mà sinh ra thì là uh, có rồng phun nước hoặc là có cái đám mây hạ xuống vân vân thế thế rồi thì uh, lớn lên hành trạng như thế nào uh, rồi hiển uh, gọi là uh, Giúp, giúp vua giúp nước uh, giúp nước cứu dân như thế nào rồi cái sự hiển hóa linh thiêng và đặc biệt nữa là phần cuối cùng thì có cũng ghi lại là cái vị thần này được nhà vua phong đến chức gì và các cái nghi lễ liên quan đến cái việc thờ cúng trong đó có mấy điểm mà nhất định là các cái quyển sắc uh, cái, cái bản thần tích này thường là phải ghi một là các cái màu uh, sắc phục uh, tức là các cái màu sắc mà phải kiêng không được mặc ở trong cái lúc tế thần ví dụ như là kỵ màu đen hay là kỵ màu đỏ hay là kỵ màu gì đấy đấy là thứ nhất là kỵ về sắc màu thứ hai là kỵ về chữ là tên thần là có bao nhiêu chữ thì nhất thiết cấm tức là nhất định phải cấm tức là khi mà đến tế lễ gặp phải những cái chữ đó là sẽ không được đọc lên à đào đến hát ở trước cửa đình mà gặp phải những cái chữ đó thì cũng không được hát vào những cái chữ đó mà phải hát trạch đi ví dụ như là vị thần tên là phong thì khi hát phải là phung vị thần tên là hoa thì hát là huê vị thần tên là hiển thì phải hát là hẩn à, thì Đấy là những cái chữ nhất thiết cấm. Rồi ba là những cái lễ vật mà sẽ dùng. Ví dụ như là một ngày thì có ngày, một cái đình làng thì có ngày sinh và ngày hóa. Tức là hai cái dịp hội xuân thu. Thường là ngày sinh của thần thường là vào mùa xuân. Và ngày hóa của thần thường vào mùa thu. Để sắp xếp ra như thế để thành ra một cái gọi là xuân thu nhị kỳ tế lễ. Chứ không mấy khi mà ngày thần sinh và ngày thần hóa lại díu lắc cả lại vào tháng riêng à vào mùa xuân hoặc là vào mùa thu mà thường thần sinh ra là vào mùa xuân và thần hóa đi là vào mùa thu để cho nó thành ra là xuân thu nhị kỳ tế lễ thì cái ngày nào đó thì có quy định rõ là cái dịp nào thì cúng tế như thế nào có những làng là cúng bằng con lợn đen tuyền có làng thì là cúng bằng những cái con cá vân vân thì ghi rõ cái và tiếp theo nữa là sẽ có những cái quy định về cái việc thờ cúng thì loại thứ hai gọi là loại thần tích loại thần tích này là loại ghi chép về sự tích của các vị thần ở trong đình làng vì vậy cho nên nếu mà làng nào có những tôi đã đi công tác điền giã nhiều ở các nơi thì thấy nhiều làng là rất bất ngờ là khi đến các cụ già 7, 80 tuổi mà cũng không biết làng mình thờ vị thần như thế nào, chỉ thấy đọc cái tên của cái 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 vị thần đấy thôi chứ không biết sự tích như thế nào, không biết là đời nào và cũng không biết là có những công tích gì, rất không biết. Thì đến khi mà về viện Hán Nôm tìm lại đấy thì mới tìm lại được cái quyền thần tích đấy thì mới biết được cái 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 uh, lai lịch cũng như là cái 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 sự tích của ngài cái công tích của ngài đối với dân với nước như thế nào thì đấy là cái mà 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 à, thực tế ở một số làng của của ta bây giờ đấy thì ngoài ra đấy thì cái bản thân tích này thì là hiện nay đấy vì là nó có những cái con số cho nên là chúng tôi cũng muốn là mở sách ra để đọc cho nó cho nó con số cho nó chuẩn không có rồi khi mà phát lên thì nó lại dễ bị nhầm cái 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 thần tích ấy thì là cái kho thần tích của của Việt Nam thì mang một cái khối lượng rất là lớn được đóng trong tất cả là được viết được trong phân kho đấy thì gọi là kho ae cái kho ae này là gồm có năm trăm sáu mươi tám tập chép thần tích của hai tám trăm hai mươi một làng thôn trang ấp thuộc về hai hai tỉnh từ Nghệ An trở ra bắc đấy. như vậy ấy, là quý vị ở các làng quê mà từ Nghệ An trở ra Bắc thì sẽ có may chăng là làng của mình sẽ có bản thần tích, sự tích của thần được lưu lại ở cái kho AE của Viện Nghiên cứu Hán Nôm bởi vì ở đây là đã có đến 568 tập rất là to và được đóng vào trong 568 tập và để ghi chép sự tích của tất cả các vị thần nằm ở 2821 làng xã Đấy, thì ở trong đó có sự tích của các cái vị thần đó đấy, thì đấy là cái kho thứ hai kho thứ nhất là kho thần sắc kho thứ hai là kho thần tích như vậy thì làng các bạn có hai cái này là liên quan đến thờ cúng thì quý vị mà không biết làng mình là à, vị thành hoàng có sắc phong hay không thì các bạn tra cứu ở viện hán nôm các bạn có thể đến viện Hán Nôm để tra cứu, hỏi han những cái người làm công tác thư viện. Nếu không thì các bạn cũng vào cái trang website của viện nghiên cứu Hán Nôm, thì ở trong đấy có cái cái, cái 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 danh mục đầy đủ của các cái tài liệu này. Các bạn hoặc thậm chí các bạn có thể gõ tên làng của bạn ra, là nó sẽ ra cái tên của cái 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 tài trang sách của viện cái cái kho website của viện Hán Nôm thì các bạn sẽ thấy ở trong đó như thế thứ nhất là sắc phong thứ hai là thần tích và thứ ba là lệ làng tức là tục lệ đấy. tục lệ của làng thì có những cái quy định về các cái việc rất là chi tiết ngày xưa các cụ chi của chi tiết lắm lệ làng từ cái việc bầu lý dịch như thế nào À, rồi thì là đến uh, các cái tổ chức ở trong làng xã như thế nào cắt cử tuần đinh như thế nào đã, rồi thì dự bảo vệ nguồn nước như thế nào canh đê canh điếm như thế nào để tuần phòng trộm cắp thế rồi thì cắt cử những cái người đi lính như thế nào rồi những cái người đã đi lính rồi thì ở người ở nhà được uh, uh, gọi là binh điền uh, hoặc là những người đang đi học thì có những làng có những cái tràn ruộng mà gọi là ruộng khuyến học, cái ruộng khuyến học này thì là để dành cho những cái thí sinh tức là những cái anh chàng thư sinh mà còn đang đi học ấy, thì làng cắt cho mấy xào đất đấy để mà canh tác, thế rồi lấy cái hoa lợi đó để mà, mà 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 lấy cơm gạo đấy mà mà ăn ăn để mà học. Thế nếu học đỗ rồi thì cái ruộng đó lại chuyển sang so cho người khác thế rồi những cái uh, quy định về việc là ngôi thứ thứ bậc ở trong 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 uh, trong làng rồi vấn đề vệ sinh uh, như là uh, uh, các cái bệnh dịch nó lan tràn thế rồi thì uh, những các xúc uh, vật mà chết hoặc là người mà chết vì bệnh thì phải xử lý như thế nào thế rồi uh, ngày lễ hội thì cắt cử uh, như thế nào thì tất cả đều có ở trong cái cuốn tục lệ uh, trong cái mảng gọi là mảng tục lệ thì tục lệ thường là có những làng là cái vấn đề tục lệ hay là hương ước ấy được ghi chép rất là nhiều lần có những làng như là làng mộ trạch thì ghi chép đến tám chín lần cứ bổ sung ví dụ như là đến năm này năm này thì lại bổ sung một những cái điều lệ mới ngay cả làng tôi mới lập có 230 năm thôi mà cũng có hơn 10 lần là tu sửa lại thêm điều nọ bớt điều kia mà khi mà soạn ra cái bản tục lệ hay còn gọi là hương ước đó thì đều phải là được sự nhất trí và ở cuối cái bản tục lệ đó là tất cả là những cái chức sắc của làng là từ tiên chỉ cho đến tránh hội cho đến hương hào rồi thì đến tiên đến các vị khác ấy, thì là đều phải ký tên vào đấy chúng ta sẽ nhìn thấy chữ ký và có cả chuyện nhiều khi là có vài ba cái chuyện ở trong một cái văn bản như là chuyện vuông hay là chuyện hình bầu dục hay là chuyện thắt cổ bồng chẳng hạn thì là các cái chuyện mà được đóng xuống ở trong cái văn bản đó thì bây giờ vẫn còn có thể tìm thấy những cái 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 chuyện hoặc là những cái chữ ký của cha ông các vị đấy mà những cái là là cũng còn đang giữ ở viện nghiên cứu Hà Nội. Thì đấy là ba cái 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 kho, cái kho. À, tiếp theo nữa là một cái kho nữa gọi là cái kho à, địa bạ. Địa bạ tức là ghi bạ tức là sổ sách, Mà địa tức là giấy tờ. Địa bạ tức là các ghi chép về sổ sách giấy tờ của một làng quê thế thì trong những cái địa bạ đó thì người ta ghi rất là cụ thể người ta ghi rất là cụ thể tôi lấy ví dụ như là có một cái địa bạ Ví dụ như là địa bạ của một cái đây đây là mẫu một cái thông tin của cái địa bạ mà các các vị có thể thấy ở trong làng mình. Ví dụ như là ở xã Thuận Đức á, thuộc về tổng phù Lưu, phủ Kim Bảng, à, huyện à, phu, à, huyện Kim Bảng phủ Lý Nhân tỉnh Hà Nam đấy thì có một cái làng gọi là làng xã Thuận Đức đấy thì cái bản địa bạ của họ còn giữ lại ở trong viện nghiên cứu Hán Nôm đấy là có 40 trang được khai vào tháng 3 năm Gia Long thứ tư tức là năm 1805 trong đó có ghi rất rõ về công điền tư thổ của 712 mẫu 3 xào 6 thước 2 tấc ở trong cái làng đó trong đó công điền 2 mẫu 4 sào, tư điền 644 mẫu, 9 sào 3 thước 1 tấc. Thổ trạch viên trì, thổ tức là đất trạch tức là đất ở, viên tức là vườn mà trì tức là ao thì có 52 mẫu 1 sào 1 thước 1 tấc. Thế nhưng điều quan trọng nhất là ở trong cái địa bạn này người ta lại ghi rõ đất của những nhà ai giáp danh với những nhà ai ở xung quanh. Giáp phía đông thì giáp cái nhà ruộng nhà ai, phía tây thì giáp nhà ai phía nam thì giáp con đường như thế nào thế rồi thì gần bãi tha ma như thế nào rồi đất chùa như thế nào đất đình như thế nào thì ghi rất là cụ thể ở trong này thế như vậy là mặc dù là bây giờ những cái cái này chúng ta cũng không vì những cái ghi chép này mà có thể đòi được đất hay là kiện tụng nó ra được cái gì cả nhưng mà chúng ta biết cái địa tình hình địa bạ như vậy để thấy được cái cuộc sống ở các cái làng quê ngày xưa trong cái vấn đề đất đai nó như thế nào. Ví dụ như có những cái làng là có binh điền, tức là đất để mà phục vụ cho uh, những cái người để nuôi 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 binh lính ấy, hay là học điền để đất để dành cho những người đang đi học mà có thể có được cái đất đó để lấy hoa lợi cày bừa canh tác để lấy hoa lợi để sản xuất thế, thế thì thì cái địa bạ là 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 như thế và tiếp theo nữa là có một cái loại là gọi là cổ chỉ cổ chỉ cổ tức là cổ mà chỉ tức là các cái giấy má ở trong đó có giấy má mà khi mà những người ở viễn đông bắc cổ đi về đến những cái địa phương đó thì tìm lại được những cái giấy tờ cũ kỹ của nhiều khi là những cái mảnh giấy hoặc là những cái ghi chép rất là quý Quý. À, rồi thì xã trí nữa là những cái ghi chép rất là quý của các cái vùng đặc biệt là có ghi cả những cái 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 ở những cái vùng mà uh, những cái huyện mà ở Trung du miền núi à, ngay cả châu Sapa tức là bây giờ gọi là thị trấn Sapa đấy cũng có những cái ghi chép như vậy thế Thế thì nói tóm lại là tất cả những cái 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 cái, cái uh, tài liệu đó đấy là nó nằm ở trong những cái phân kho của viện nghiên cứu Hán Nôm mà ngay ngồi ngay trước mặt máy tính là các quý vị vào trang web của viện nghiên cứu Hán Nôm là các vị có thể tra cứu ra được những cái vấn vấn đề như thế thì đấy là mảng thứ nhất là những cái phân kho ở viện nghiên cứu Hán Nôm cái kho thứ hai đấy là ở trong trong viện nghiên cứu Hán Nôm có những cái thác bản văn bia Thác bản văn bia là là cái gì? Tức là mỗi một cái văn bia thì mỗi một cái bia thì nó là bia đá có khi là bia dẹt, tức là có hai mặt, có khi là bia vuông, tức là bốn mặt, giống như cái bia mà vừa rồi bị cái công ty kiến trúc Việt làm gãy đôi ở trên chùa Thổ Hà đấy. Hay là có những cái bia tròn xoè, à nó, nó, nó tròn lại hình trụ. Có những bia thì bia bát giác, có những cái bia thì nhỏ chỉ uh, uh, bằng một cái máy tính uh, nhưng nhưng mà cũng có những cái bia thì rất là to ví dụ như là bia khiêm lăng ở lăng tự đức chẳng hạn thì phải trèo mấy đợt thang mới lấy được uh, mới, mới 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 hết được uh, mới mới, mới uh, trèo lên được đỉnh của cái bia đó thế thì những người ở viễn đông bắc cổ đấy thì họ rất là nghiên cứu nó có những cái khoa gọi là khoa bi ký học để mà nghiên cứu về các cái văn bia đó thì họ không thể nào mà cứ ngồi ở cái trước trước mặt cái bia mà nghiên cứu mà đọc suốt ngày thì họ phải in lấy cái thác bản đem về in lấy cái thác bản đem về thì cách in thác bản là uh, trên cái mặt bia người ta làm vệ sinh xong thì người ta đặt một cái tờ giấy lên xong người ta mới lăn làm dùng cái rulo lăn lăn làm sao để cho những cái giấy bản nó mềm như vậy nó dắt vào kẽ của những cái chữ ở trên cái tấm bia đó. xong đấy họ mới dùng cái con lăn đã thấm mực rồi màu đen rồi thì họ chạy lên trên họ chạy lên trên hoặc là những cái những cái cái cái, cái, cái quả đấm để họ chấm 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 thì những cái chữ mà những cái 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 cái, cái phần giấy mà nó dắt vào cái chữ ấy thì nó sẽ màu trắng, còn những cái trên mặt thì nó sẽ là màu đen. Vì vậy cho nên mở ra uh, bóc cái tờ này, giấy đấy ra là nhìn thấy toàn bộ như là một tấm bia, bao gồm có cả hoa văn rồi thì những cái chữ nghĩa ở trên đấy phản ánh gần như là nguyên bản. Thì cái đấy gọi là thác bản. Thác bản tức là cái bản thác lại các bản gửi lại đấy. Thế thì thế thì ở viện nghiên cứu Hán Nôm đấy. thì là có đến hàng vạn tờ cái cái tấm như thế thì có những tấm bia là chúng ta không thấy ở trên hiện trường nữa nhưng mà ở viện nghiên cứu Hà Nội vẫn còn lưu giữ. À, tôi lấy ví dụ như là ở một cái làng à, ở xã Ngọc Mỹ huyện Quốc Oai chẳng hạn có trong cái làng là Phú Mỹ thuộc xã Ngọc Mỹ Quốc Oai có một cái làng làng Phú Mỹ đó có ba ngôi chùa. Thế thì có một cái chùa gọi là chùa Anh Linh Tự tức là chùa Cốc ấy. Chùa Cốc thì các cụ biết là ở đấy có cái chùa Cốc rồi nhưng không biết là À, nhưng mà khi và biết là địa địa điểm như vậy rồi à, bây giờ đã chia cho, à, lúc đó đã chia cho dân rồi nhưng mà người ta không biết là à, người ta có có tiền À, hàng tâm hàng sản để phục hồi lại cái ngôi chùa đó à, xã cũng đồng ý huyện cũng đồng ý là sẽ đồng ý cho dân khôi phục một cái cơ sở văn hóa tín ngưỡng tâm linh như vậy nhưng lại cũng không dám đồng ý để ký nhưng mà, vì vậy cho nên các cụ mới lên viện Nôm để tìm và tôi đã tìm được cái bia mà của ghi về cái 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 cái, cái chùa cốc ấy, tức là chùa Anh Linh tự đấy thế thì cái bia đó lúc bây giờ nó lại dạt vào nhà một cái ông ở trong cái xóm đó Đến nỗi mà chính các cụ ở thôn cũng không biết Thì khi tôi dịch cái bia đó về Thì các cụ mới đi đến cái nhà đó Để tìm thì lại tìm thấy cái bia đó Và nhờ cái bia đó mà Xã và huyện Các cái ngành văn hóa mới có cơ sở Để mà có thể cấp cho cái giấy Để mà khôi phục lại cái ngôi chùa Ngôi đền Thì có những thứ Mà ở hiện địa phương Nó không còn nữa Nhưng mà À, ở trong viện nghiên cứu Hà Nội vẫn còn giữ được cái thác bản vẫn làm được những cái tài liệu vẫn là cơ sở để có thể phục hồi lại uh, những cái di tích hoặc là để mà biết được quy mô của các cái di tích đã qua ví dụ như là thông qua những cái tấm bia thì có những ngôi chùa như là chùa lam giảm chùa chùa dạm chẳng hạn ở quế võ bắc ninh nó tan hoang hết cả rồi nó chỉ còn một cái cột đá như vậy thôi nhưng mà thông qua những cái tấm bia người hoặc là chùa quỳnh lâm chẳng hạn thì ở quảng ninh thì người ta có thể biết được quy mô và các cái hạng mục ở của những cái di tích xưa thì quý vị có thể tìm thấy được những cái bia ở đình hoặc bia ở chùa, bia ở đền, ở nghe ở à, miếu của làng mình, nếu như nó mất rồi thì có thể tìm thấy cái thác bản nó lưu tại viện Hà Nội. Ngoài ra thì à, ngày xưa các cụ quốc thì à, đất nước ấy thì có sử. À, thì còn địa phương và có bên cạnh cái hệ thống sách sử thì còn có địa chí, tức là quốc chí tức là những cái bộ địa chí viết về đất nước, viết về cương vực, viết về sông suối, viết về địa chí riêng cách quy mô phủ huyện tổng trấn rồi thì viết về các cái chợ búa cầu đò của của các cái địa phương của toàn quốc như là Đại Nam nhất thống chí chẳng hạn. Thế nhưng lại cũng có những cái tỉnh chí, ví dụ Sơn Tây tỉnh địa chí hoặc là À, Bắc Ninh tỉnh trí, Bắc Ninh tỉnh khảo dị ấy, thì hoặc là Hải Dương phong vật trí chẳng hạn thì có những cái cuốn địa trí của tỉnh hoặc thậm chí có địa trí xuống đến huyện ấy, rồi thì địa trí xuống đến tận xã thậm chí có những cái địa trí của thôn nữa ví dụ như là Yên hội thôn trí do cụ Bùi Dương Lịch viết chẳng hạn có những cái 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 cái, cái địa trí của làng của xã của huyện của tỉnh, của phủ thì quý vị có thể tìm thấy được những ghi chép về cái làng xã nhà mình ở trong những cái cái cái, cái, cái tài liệu địa chí đó thì đấy thì đó là những cái mà quý vị có thể tìm thấy và uh, tôi không thể nào mà trả lời hết được tất cả những cái câu hỏi của từng làng một của các vị như là các vị đã comment ở trong cái status uh, viết chiều nay thì quý vị có thể vào cái tôi, chúng tôi sẽ cung cấp ở dưới cái bài này một cái trang website của viện hán nôm và cung cấp cho quý vị cái đường dẫn đến cái kho các cái kho của viện nghiên cứu hán nôm mà ở trên mạng để quý vị có thể tìm ở trong đó để xem xem làng mình có tài liệu gì lưu trữ ở viện hán nôm có thần tích không có thần sắc không có tục lệ hương ước địa bạ cổ Cái, cái 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 điều đó ở trong cái trang web của viện nghiên cứu Hanoom sơ bộ xin được thưa chuyện với quý vị như vậy xin cảm ơn quý vị quý anh chị đã dành thời gian để theo dõi buổi trò chuyện hôm nay cảm ơn quý vị